Thủ tướng Việt Nam tưởng niệm liệt sĩ thời chống Trung Quốc xâm lược Nga thất vọng với phản hồi an ninh từ Mỹ Quan chức Nga, Moscow và Washington có tránh khủng hoảng tên lửa nếu không có biện pháp hạn chế vũ khí Trước Olympic Bắc Kinh, Slovenia làm thân với Đài Loan dù sẽ bị Trung Quốc trừng phạt Chuyên gia Trung Quốc quên đừng nghe lời WHO mở cửa biên giới Triều Tiên liên tục phóng thử tên lửa vào năm mới là điều bất thường. Các nước châu Phi cảnh báo về nguy cơ voi rừng tuyệt chủng. Kính chào quý vị, quý vị có thể đăng ký email để nhận thông báo về các bản tin quan trọng hàng ngày của DKN News. Quý vị cũng có thể theo dõi kênh DKN News trên Snapchat, một mạng xã hội bảo mật và tôn trọng người dùng. Còn bây giờ là nội dung chi tiết của một tin tổng hợp sáng ngày 28 tháng 1 của DKN TV. Kính thưa quý vị, Thủ tướng Việt Nam tưởng niệm liệt sĩ thời chống Trung Quốc xâm lược. Hôm 26 tháng 1, ở tỉnh Quảng Ninh, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến tưởng niệm các liệt sĩ của đất nước đã ngã xuống khi chiến đấu chống cuộc chiến xâm lược của Trung Quốc hồi tháng 2 năm 1979. Báo điện tử chính phủ cho hay, Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương tại khu tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Pò Hèn thuộc thành phố Mong Cái, Quảng Ninh. Trang báo của chính phủ viết, trong không khí trang nghiêm, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác của Trung ương đã thành kính dân hương, đặt vòng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trong cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới vì sự nghiệp bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tin cho hay, vào ngày 17 tháng 2 năm 1979, cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng 209, nay là đồn biên phòng Pò Hèn, bộ đội biên phòng Quảng Ninh và cán bộ Lâm Trường Hải Sơn, nhân viên thương nghiệp Móng Cái đã ngoan cường chiến đấu bảo vệ từng tất đất thiêng liêng của Tổ quốc. Nhưng bản tin không đề cập cụ thể đến Trung Quốc. Thủ tướng và đoàn của ông đã bày tỏ lòng thành kính và biết ơn vô hạn tại đài tưởng niệm liệt sĩ ở Pohen, theo tường thuật của báo điện tử chính phủ, và thể hiện quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác cùng phát triển. Trước hoạt động tưởng niệm ở Pohen, Đoàn của Thủ tướng Chính đã tới thăm, chúc Tết, tặng quà các lực lượng chức năng đang làm việc tại cửa khẩu quốc tế Mong Cái. Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh với các lực lượng biên phòng, công an, hải quan kiểm dịch, ban quản lý cửa khẩu và các đơn vị khác phải góp phần giữ vững độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của đất nước bằng các biện pháp hòa bình. Cách đây chưa lâu, một nhà lãnh đạo Việt Nam cũng tưởng niệm các liệt sĩ trong cuộc chiến chống Trung Quốc ở một tỉnh biên giới. Hôm 8 tháng 12 năm 2021. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tại nghĩa trang liệt sĩ Vị Xuyên ở tỉnh Hà Giang. Báo chí trong nước cho hay, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và đoàn của ông đã mặc niệm tưởng nhớ anh linh của hơn 1.700 anh hùng liệt sĩ an nghỉ tại nghĩa trang. Họ là những người thuộc 32 tỉnh thành của Việt Nam đã ngã xuống trong cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc. Nga thất vọng với phản hồi an ninh từ Mỹ. Thưa quý vị, Điện Kremlin ngày 27 tháng 1 cho biết, không lạc quan với khả năng phương Tây sẽ đáp ứng các yêu cầu bảo đảm an ninh của Nga. Sau khi nhận được phản hồi chính thức bằng văn bản từ Mỹ. Theo người phát ngôn viên điện Kremlin Dmitry Peskov, các tài liệu đã được trình lên tổng thống Putin. Hiển nhiên cần thời gian để phân tích, chúng tôi sẽ không vội đưa ra kết luận. Dù không thảo luận về nội dung văn bản phản hồi mà Washington gửi tới Moscow, nhưng ông Peskov nói rằng, dựa trên các phát biểu chính thức của ngoại trưởng Mỹ Anthony Blinken và tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg, ít có khả năng phương Tây sẽ đáp ứng các yêu cầu của Nga. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cũng thất vọng khi cho biết tài liệu của Mỹ không có tiến triển đối với ưu tiên của Nga về việc NATO chấm dứt hiện diện ở Đông Âu, dù có những sáng kiến giúp khởi động một cuộc đối thoại nghiêm túc. Theo ông Lavrov, giới chức Nga sẽ tham vấn cùng Tổng thống Putin trước khi quyết định những bước đi tiếp theo. Trước đó, Đại sứ Mỹ tại Moscow, John Sullivan, đã chuyển bản hồi đáp trên tới Bộ Ngoại giao Nga lặp lại đề nghị của Mỹ muốn đàm phán với Nga về một số khía cạnh của an ninh châu Âu. Mỹ yêu cầu Nga giữ bí mật nội dung tài liệu này. Ngoại trưởng Mỹ Blinken khẳng định vấn đề Washington ủng hộ quyền của Ukraine theo đuổi tư cách thành viên NATO là một trong những nguyên tắc và lập trường của Washington sẽ không thay đổi. Nga hiện có khoảng hơn 100.000 quân ở khu vực gần biên giới Ukraine, đang tiếp tục tăng cường lực lượng. Từ đầu tuần này, quân đội Nga đã khởi động hàng loạt cuộc tập trận bắn đạn thật tại khu vực gần biên giới hai nước, với sự tham gia của bộ binh, pháo binh, thiết giáp, hải quân và tên lửa. Nga yêu cầu phương Tây cấm Ukraine gia nhập NATO, đồng thời liên minh quân sự do Mỹ dẫn dắt, chấm dứt các hoạt động ở khu vực Đông Âu. Tuy nhiên, Washington coi những yêu sách của Moscow là không thể chấp nhận do vi phạm nguyên tắc các quốc gia có quyền tự quyết định chính sách đối ngoại của nước mình. Thưa quý vị, ở diễn biến liên quan, hãng tin TASS của Nga hôm 27 tháng 1 dẫn lời một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Nga cho biết nếu không có các biện pháp đảm bảo kiềm chế, Moscow và Washington khó tránh khỏi một cuộc khủng hoảng tên lửa hạt nhân. Theo ông Vladimir Emakos, vị quan chức được TASS dẫn lời, Nga tin rằng Mỹ đang chuẩn bị triển khai các tên lửa tầm ngắn và tầm trung tới châu Âu và khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Ông Emakos nói NATO có khả năng triển khai nhanh chóng vũ khí hạt nhân có thể tấn công các mục tiêu chiến lược ở Nga. Quan chức này nói, Chúng tôi tiếp tục nhấn mạnh ưu tiên đạt được sự đồng thuận về nguyên tắc rằng các vấn đề trong lĩnh vực này phải được giải quyết nhanh chóng, nếu không những cuộc khủng hoảng tên lửa mới là điều khó tránh khỏi. Kính thưa quý vị, trước Olympic Bắc Kinh, Slovenia làm thân với Đài Loan dù sẽ bị Trung Quốc trừng phạt. Ngay trước Thế vận hội mùa đông ở Bắc Kinh, Slovenia công bố kế hoạch cho mở văn phòng đại diện Đài Loan làm Bắc Kinh phản ứng mạnh. Theo BBC, hôm 27 tháng 1, Thủ tướng Slovenia Janet Janssa, không chỉ công bố kế hoạch cho mở văn phòng đại diện Đài Loan ở thủ đô nước ông mà còn nói, ông đã thăm Đài Loan vài lần, điều từng là cấm kỵ với chính sách các nước có quan hệ ngoại giao chính thức với Bắc Kinh. Ngay lập tức, trang Global Times, bản tiếng Anh của Hoàn cầu Thời báo tại Trung Quốc đã có bài phản ứng mạnh, cảnh báo Slovenia nên tránh lặp lại sai lầm của các chính trị gia Litva. Nhật báo Anh Financial Times ngày 27 tháng 1 cho biết, Liên minh châu Âu tung ra cuộc điều tra về các biện pháp cưỡng bức của Trung Quốc nhằm vào doanh nghiệp Litva. Nước vùng Baltic thành viên của khối, vì họ dám cho chính quyền Trung Hoa Dân Quốc tức Đài Loan mở văn phòng đại diện dưới cái tên Đài Loan. Tờ báo cũng nói các biện pháp tương tự đã được Trung Quốc đưa ra với doanh nghiệp Slovenia, tiếp phòng Hội đồng Thương mại song phương Trung Quốc Slovenia. Tin này cũng được Thông tấn xã quốc gia Slovenia đề cập. Theo đó, một số đối tác Trung Quốc đã xóa hợp đồng không báo trước với công ty Slovenia. Trước đó, hôm 17 tháng 1, Thủ tướng xa nói với báo Ấn Độ về quan hệ của nước ông với Đài Loan và gọi Đài Loan là một quốc gia dân chủ. Ông Gian Sa Khoe đã thăm Đài Loan tới 5 lần và cho rằng Đài Loan hoàn toàn có quyền tự quyết. Trung Quốc qua hoàn đảo do các chính quyền dân cử lãnh đạo là lãnh thổ chưa về với đất mẹ của mình. Từ sau cuộc nội chiến quốc cộng 1949, ít dân nhưng không sợ Trung Quốc. Tuy chỉ có 2,1 triệu dân, Cộng hòa Slovenia từng thuộc Nam Tư cũ là nước có mức sống cao bậc nhất trong các quốc gia xã hội chủ nghĩa cũ giao thương Slovenia với Trung Quốc năm 2021, bất chấp dịch Covid tăng hơn 43%, đạt con số đáng nể 6,13 tỷ USD. Cả Litva và Slovenia đều là thành viên NATO và EU sau khi chiến tranh lạnh chấm dứt. Sau khi Litva cho Đài Loan mở văn phòng đại diện ở Vilnius, Trung Quốc đã rút đại sứ về nước và đại sứ Litva cũng phải rời Bắc Kinh. Dù Trung Quốc muốn mọi sự phải êm đẹp trước Thế vận hội mùa đông năm nay, do nước này đang cai, nhưng các diễn biến ngoại giao ở châu Âu lại xảy ra không theo dự trù của Bắc Kinh. Không chỉ ở châu Âu mà các nước như Úc đã tuyên bố sẽ cùng với Hoa Kỳ tẩy chay Thế vận hội mùa đông 2022 tại Bắc Kinh. Chuyên gia Trung Quốc khuyên đừng nghe lời WHO mở cửa biên giới. Kính thưa quý vị, một cố vấn cấp cao về Covid-19 của chính phủ Trung Quốc cảnh báo nước này sẽ chịu hậu quả thảm khốc nếu nghe theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO nới lỏng các biện pháp hạn chế đi lại. Cảnh báo trên do ông Tăng Quang, thành viên nhóm chuyên gia cao cấp của chính phủ Trung Quốc và là cựu trưởng nhóm dịch tễ học tại trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh CDC Trung Quốc đưa ra trong bài viết trên mạng xã hội Weibo hôm 26 tháng 1, ông Tang nói nếu Trung Quốc làm theo khuyến nghị của các chuyên gia WHO một cách mù quáng và dỡ bỏ hoặc nới lỏng các biện pháp hạn chế đi lại quốc tế trong bối cảnh chưa có đủ miễn dịch và điều chỉnh tâm lý, tôi nghĩ sẽ có những hậu quả thảm khốc theo trang Thời báo Hoàn cầu ngày 27 tháng 1 ông Tăng đưa ra cảnh báo trên để đáp trả tuyên bố từ Ủy ban Khẩn cấp về Quy định Y tế Quốc tế ISA của Tổ chức Y tế Thế giới WHO. Ủy ban này nói rằng các biện pháp hạn chế đi lại không ngăn chặn hiệu quả sự lây lan của COVID trên toàn cầu. Hôm 19 tháng 1, họ khuyến nghị dỡ bỏ hoặc nới lỏng lệnh cấm đi lại quốc tế. Ông Tăng cho rằng tuyên bố này của Ủy ban nói trên không mang tính bắt buộc. Theo quan điểm của ông, không phải quốc gia nào cũng có thể áp dụng khuyến nghị này. Chuyên gia Trung Quốc cho rằng quan điểm của WHO phản ánh ý kiến của một số học giả phương Tây ở một mức độ nào đó. Tuy nhiên, quan điểm này lại không thể phản ánh mọi kết quả và hiệu quả của các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát dịch của những quốc gia khác. Vì điều kiện ở mỗi nước khác nhau, ông Tăng bảo vệ các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát dịch được áp dụng ở Trung Quốc hiện nay, gồm đeo khẩu trang, xét nghiệm PCR, cách ly, tiêm chủng, cấm đi lại và cắt giảm các chuyến bay quốc tế. Theo quan chức này, các biện pháp này đều cho thấy hiệu quả Hiện nay nhiều tỉnh thành của Trung Quốc như thành phố Thiên Tân, Thượng Hải, Bắc Kinh, tỉnh Hà Nam, tỉnh Quảng Đông, khu tự trị Tân Cương đã ghi nhận ca nhiễm biến thể Omicron. Có nơi đối phó với cả biến thể Omicron và Delta. Nước này càng ngày càng siết chặt kiểm dịch trong bối cảnh Tết Nguyên đán và Olympic Bắc Kinh 2022 cận kề. Triều Tiên liên tục phóng thử tên lửa vào năm mới là điều bất thường. Thưa quý vị, Triều Tiên đã bắn thêm hai tên lửa đạn đạo tầm ngắn vào ngày 27 tháng 1 Hoa Kỳ đã lên án vụ thử tên lửa lần thứ 6 của Triều Tiên trong tháng này. Các nhà phân tích cho biết, đây là vụ thử tên lửa có số lượng lớn nhất trong một tháng của Triều Tiên, bước sang năm 2022. Bình Nhưỡng đã thể hiện một cách bất thường các loại vũ khí được phát triển với thế giới. Quân đội Hàn Quốc đã phát hiện hai vụ thử tên lửa của Triều Tiên vào khoảng 8 giờ sáng thứ năm. Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc cho biết, phạm vi hoạt động của tên lửa này khoảng 190 km và độ cao là 20 km Truyền thông nhà nước Triều Tiên chưa có bình luận về vụ thử này. Trước đó Triều Tiên đã bắn hai tên lửa hành trình vào hôm thứ ba đầu tháng này. Triều Tiên đã thử nghiệm một số tên lửa chiến thuật, hai tên lửa siêu thanh và thử nghiệm một hệ thống tên lửa đường sắt. Triều Tiên hồi đầu tháng cho biết họ sẽ tăng cường phòng thủ trước Mỹ và ra hiệu sẽ nối lại mọi hoạt động tạm thời bị đóng băng. Dưới quan sát cho rằng Bình Nhưỡng muốn ám chỉ đến việc nối lại thử nghiệm hạt nhân và tên lửa tầm xa. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết các vụ thử tên lửa của Triều Tiên đã vi phạm nhiều nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và gây ra mối đe dọa cho khu vực và cộng đồng quốc tế. Play Eric Yaley, giáo sư về các vấn đề quốc tế tại Đại học Ewha Womans của Seoul, Hàn Quốc nói với Reuters rằng: Bất chấp nguồn lực hạn chế và những thách thức kinh tế nghiêm trọng, chế độ Kim Jong Un vẫn đang phát triển nhiều loại vũ khí tấn công. Theo giáo sư Yaley, một số nhà quan sát cho rằng, các vụ phóng tên lửa thường xuyên của Kim Jong Un chỉ nhằm thu hút sự chú ý nhưng thực tế Bình Nhưỡng đang gặp khó khăn khi bắt đầu chạy đua vũ trang với Seoul. Kể từ khi virus corona mới bùng phát ở Trung Quốc, Triều Tiên đã đóng cửa biên giới để ngăn chặn virus xâm nhập. Bình Nhưỡng tuyên bố rằng Triều Tiên chưa có một trường hợp nhiễm virus nào và họ đã từ chối hàng triệu liều vaccine do các nhóm viện trợ quốc tế cung cấp. Tuy nhiên, các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát nghiêm ngặt này đã làm trầm trọng thêm tình trạng suy thoái của nền kinh tế Triều Tiên. Gần đây, các báo cáo trên truyền thông cho biết Triều Tiên và Trung Quốc đã nối lại thương mại hàng hóa ở biên giới. Các nhà quan sát cho biết nguồn cung cấp được vận chuyển qua biên giới là nhu yếu phẩm hàng ngày, vật tư y tế và các vật dụng cứu trợ khẩn cấp khác. Mỹ, hơn 1.000 bằng lái xe giả bị tịch thu ở bang Indiana đến từ Hồng Kông. Thưa quý vị, theo The Epoch Times đưa tin, cơ quan hải quan và bảo vệ biên giới Hoa Kỳ (CBP) đã thu giữ hơn 1.000 bằng lái xe giả, Indianapolis, tại bang Indiana được buôn lậu từ Hồng Kông. Theo thông báo hôm thứ Sáu của CBP, tuần trước, CBP Indiana Police đã bắt giữ 3 chuyến hàng đến từ Hồng Kông. Chuyến đầu tiên gửi đến một địa chỉ ở Chicago và hai chuyến khác đến các địa chỉ ở New York. Theo cơ quan liên bang, các kiện hàng bị thu giữ được dán nhãn giả là bộ bài và có giá trị là 20 USD. Trong khi các sĩ quan kiểm tra, họ phát hiện khoảng 1.200 bằng lái xe giả dạ nằm trong một kiện hàng chuyển tới Chicago, trong khi hai kiện khác được gửi tới các địa chỉ ở New York. Một số trong những bằng giả này có cùng ảnh nhưng có tên khác nhau. Một quan chức của CBP, Lafonda Sutton Booker, nói rằng những bằng giả này có thể được những cá nhân có quan hệ với khủng bố sử dụng để giảm thiểu sự giám sát của các biện pháp giám sát đi lại. Hồi đầu tháng 1, các sĩ quan văn phòng CBP tại Cincinnati, bang Ohio đã phát hiện hàng nghìn bằng lái giả và giấy tờ đi kèm đang được chuyển ra khỏi nước Mỹ. Những tài liệu giả mạo này có thể dẫn đến những hậu quả thảm khốc. Sutton Booker nói, các tổ chức tội phạm sử dụng tài liệu giả mạo này để tránh thu hút sự chú ý tới các hoạt động phi pháp của họ. Trong khi đó, vào tháng 8 năm 2020, nhà chức trách Mỹ đã bắt khoảng 20.000 bằng lái xe giả từ Trung Quốc, Hồng Kông và nhiều nước khác. Kính thưa quý vị, các nước châu Phi cảnh báo về nguy cơ voi rừng tuyệt chủng. Theo thông tuấn xã Việt Nam, tại cuộc họp trực tuyến ngày 26 tháng 1 do sáng kiến bảo vệ voi tổ chức, Bộ trưởng Môi trường các nước châu Phi cho biết loài voi rừng châu Phi đang bị đe dọa tuyệt chủng do sự gia tăng các mối đe dọa liên quan đến biến đổi khí hậu, tình trạng mất môi trường sống, săn bắn trái phép và xung đột giữa các cộng đồng dân cư địa phương. Theo Bộ trưởng Môi trường Nigeria, Saren Ikiazo, việc áp dụng những biện pháp can thiệp mạnh mẽ để cứu tính mạng của những con voi rừng châu Phi còn sót lại là rất cần thiết vì chúng là một phần trong di sản động vật của lục địa này. Bà Ikejio nêu rõ cần phải có những hành động quyết liệt để cứu loài voi trên vì chúng đang đối mặt với nhiều mối đe dọa như mất môi trường sống, dịch bệnh, nạn săn bắn trái phép và sức ép liên quan đến sự gia tăng dân số của loài người. Cũng theo Bộ trưởng Môi trường Nigeria, việc mở rộng các khu bảo tồn, tăng cường giám sát, sự tham gia của các cộng đồng và thực thi pháp luật là những yếu tố then chốt để bảo đảm sự sinh tồn của loài voi rừng châu Phi. Cũng về vấn đề này. Bộ trưởng Lâm nghiệp, Đại dương, Môi trường và Biến đổi khí hậu Gabon Liwai cho rằng tình trạng môi trường sống xuống cấp cùng với nạn săn bắn trái phép, các cuộc xung đột và các hiện tượng khí hậu cực đoan đã làm gia tăng mối đe dọa đối với sự tồn tại của loài voi rừng châu Phi. Ông ngoài kêu gọi thực hiện các biện pháp can thiệp bao gồm mở rộng độ che phủ của rừng, cải thiện các thông lệ về sử dụng đất và khuyến khích các cộng đồng dân cư địa phương bảo vệ cũng như ngăn chặn sự suy giảm về số lượng của loài động vật này. Hồi năm ngoái, Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế IUCN có trụ sở tại Geneva, Thụy Sĩ, tuyên bố voi rừng châu Phi có nguy cơ cao bị tuyệt chủng do chúng bị săn bắn trái phép để lấy ngà và bị mất môi trường sống tự nhiên một cách nhanh chóng. Còn theo Quỹ Bảo tồn Động vật Hoang dã châu Phi có trụ sở tại Nairobi, Kenya, hơn 60% dân số của loài động vật nói trên đã bị săn bắn bất hợp pháp trong vài thập kỷ qua. Kính thưa quý vị, tuyết rơi hiếm thấy tại Trung Đông Ngày 27 tháng 1, vùng Jerusalem phía đông địa Trung Hải bao phủ một màu trắng xóa sau một cơn bão tuyết. Cơn bão trước đó đã quét qua Athens Hy Lạp và Istanbul Thổ Nhĩ Kỳ, làm gián đoạn nghiêm trọng cuộc sống của người dân ở các vùng vốn quen thuộc với những ngày hè nắng nóng. Tuyết hiếm hoi rơi đã mang lại cảm giác thích thú cho người dân tại Jerusalem, nhưng gây khó khăn cho nhiều người dân di cư Syria. Cơ quan khí tượng Israel cho biết Tuyết rơi dày từ 15 đến 25 cm trong đêm 26 tháng 1. Các tuyến đường cao tốc chính tắc nghẽn vì tuyết rơi dày, khiến giới chức phải huy động các phương tiện dọn dẹp. Các trường học ở Jerusalem và miền Bắc Israel đã phải đóng cửa và sẽ chỉ mở cửa trở lại khi nhiệt độ tăng và có mưa. Thời tiết lạnh giá khiến nhu cầu sử dụng điện sưởi ấm tăng. Công ty điện lực Israel đã ghi nhận mức tiêu thụ điện cao nhất từ trước đến nay trong đêm 26 tháng 1. Tương tự, nhiều tuyến đường ở thủ đô Amman của nước láng giềng Jordan cũng bị tắc nghẽn vì tuyết rơi dày đặc. Cơ quan khí tượng Jordan dự báo tuyết sẽ tiếp tục rơi ở một số vùng cao và nhiệt độ sẽ giảm xuống mức giá lạnh trong đêm 27 1. Ai Cập cũng đã trải qua mùa đông lạnh nhất trong nhiều thập kỷ. Nhiệt độ giảm xuống mức thấp hơn nhiệt độ trung bình hàng năm từ 7 đến 8 độ C. Bão gây ra các cơn sóng cao tới gần 6 mét, gián đoạn mọi hoạt động vận tải ở biển địa Trung Hải. Thưa quý vị, một tin tổng hợp sáng của DKN TV đến đây tạm dừng. Cảm ơn quý vị, và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chúc quý vị mạnh khỏe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo.